chị Việt Hương với lại anh Đại Nghĩa nữa cơ. Nào một chó. Anh đã cơ. Anh là cái 18 luôn. Đúng rồi. Đây là kiểu cơ. À, có khi nào trốn học không? Dạ không. Rồi, hai đứa trốn học đúng không? Hai đứa trốn học đúng không? Thôi 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 rồi. Nghe nó chết là biết là trốn học đúng không? Đúng rồi, em hay là trốn gia đình. Hứa là không đi vào đây. Mà bây giờ vào đây hoặc là bạn gái. Đi vô đây ăn bún đậu hả? Ủa bún đậu nào? Làm khúc này nói gia đình là đi ăn bún đậu. Rồi. Ôi trời ơi chết rồi. Dừng xe tấp vô. Dừng xe tấp vào luôn cho vui. Vâng, đi em đây. Ờ cảm ơn em nhé. Đáng yêu ghê. Đẹp trai nhỉ. Không, cái đụng cỏi ra chứ.